cuối cùng là dây cung thực hiện được không có thác nước thì hồ cá. Nhưng mà cuối cùng tôi thấy rằng cái hồ cá giúp tôi thư giãn nhiều hơn. Như vậy thì là tôi đạt được cái mục đích của tôi trong thời gian cuối tháng 6 năm 2013. Tôi thích thú và mỗi lần tôi lại gần nó thì mấy con cá nó thấy bóng người tới là nó bu lại, là tôi cho nó vài hộp để nó coi như là trả công cho nó vậy đó.